Cô xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình sẽ tiếp tục trở lại con nick 70 Boy K top 2 ở server cộng 245 ha. Thì hôm nay là cố định là không có đi các bạn, tức là đợi tối mới đi, nhưng mà chưa rảnh quá không có gì làm thì thôi đi tiếp giải siêu cấp cho anh em xem. Thì nói chung là đây là một trong những nick mà hiện tại mà cố đang cài thuê cũng như là ké và khá là mạnh, tại vì có đi nick này ở giải siêu cấp á, thì sẽ có nhiều cái gọi là chiến thuật hay là may mắn hay là sự châu bò đồ này kia để cho anh em xem. Chứ những cái nick kia nếu như mà cú đi giải siêu cấp thì đa số là cú sẽ chơi đào thì nó hơi bị nhạt nhẽo hết các bạn. Cho nên là lý do mà mình quay hoài một con nick á, thì cú cũng đã chia sẻ với anh em rồi là kênh của cú chỉ là một cái kênh kỷ niệm, cho nên những cái video của cú sẽ tập trung vào những cái video là bắn giải siêu cấp hay là bắn danh trại hay là bắn quần đùi hay là bắn 22. Nói chung là cái chuyên mục nó sẽ là đấm đá thôi. Cho nên là bất kỳ một con nick nào mới hay cũ thì nó cũng chỉ là bắn thì thôi. Cứ quay một cái con mạnh như thế này cho các bạn xem ở giải siêu cấp cho nó sướng ha. Thì cú vẫn sẽ sử dụng cho mình combo là wow búa bét hu và kèm với đó là ngọc xuyên giáp, tại vì hiện tại lực chiến của chúng ta cũng khá là mạnh rồi, cho nên là cú chọn cho mình ngọc xuyên giáp để sẽ có sự sát thương cao hơn so với là ngọc giảm thương ha các bạn. Thì nói chung là trong thời gian mà ghép á, thì thương mại một tí xíu, thì anh em nào đang có nhu cầu cần nạp mốc nè, cần thanh lý nick, cần giao dịch trung gian, hay là các bạn cần tìm những cái con nick game tầm trung á, bèo bèo từ khoảng 700 cho đến là 1-2 triệu á, tùy theo mỗi nick, thì anh em có thể kết bạn Zalo với cú qua số điện thoại, hoặc là qua số điện thoại ở trên video, và Zalo cũng là cái số điện thoại duy nhất ở trên video và ở phần mô tả luôn nha các bạn, là 0376040326. Thì cú cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Hiện tại thì nói chung là cái nick của mình, cái kho nick của mình còn khá là nhiều nick tầm trung luôn các bạn. Thì anh em nào đang có nhu cầu tìm thì cũng có thể sang Zalo để mình có thể tư vấn, cũng như là anh em có thể tham khảo dễ dàng hơn ha. Thì bây giờ là chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu thôi các bạn ơi. Một cái trận đầu tiên mà cú đã băng mid rồi các bạn. Toàn phết đi. Bây giờ thì bạn đối thủ, bạn ấy cũng đã sử dụng cho mình hai băng và chắc chắn là một pha sử dụng. Ôi trời. Bất ngờ phết nhờ. Sao lại chơi đào thế? Thường ngày thì ở giải siêu cấp thì thường thường gặp là sẽ chơi đam mà các bạn. Ôi bây giờ là không biết đường mà lần luôn mọi người ơi. Nói chung là để ý thôi ha, cứ để ý nhân vật thôi. Nếu như mà gặp những cái ván sau thì chúng ta cũng có thể là chơi đào lại nha các bạn. Ôi dồi ôi, mới vào mà bị đào rồi. Toàn thế. Hiện tại thì chúng ta đang ở gà 6 nha các bạn. Mới trận đầu tiên bất ngờ luôn mọi người. Mới trận đầu tiên vô là bị chôn rồi. Bây giờ thì tiếp tục là gặp bạn Bingo Đơn. Bingo Đơn này thì chúng ta cũng khá gặp thường xuyên á. Cũng không biết là nick nào đổi tên thành nữa. Nói chung là cũng toàn là những nhân vật gọi là quen quen thôi mọi người, chứ cũng không có xa lạ. Tại vì do là họ đổi tên liên tục ấy, cho nên là chúng ta không có nhận ra được ha. Ok, bây giờ là cũng sẽ bay sang bên đây để cho nó xa xa tạo ra độ khó một tí xíu nha các bạn. Thì cú vẫn sẽ sử dụng là cộng 2 x 3 và 50% sát thương, kèm với đó là skill khóa di chuyển của Bethu 55 57. À, chạy thần báo luôn các bạn ơi. Thì đây là một pha chuẩn xác của cú ha. Thì có vẻ như là bạn pin cô đơn khá là yếu so với cú, tại vì một pha đam của chúng ta thì hầu như là lấy đi khá là nhiều máu của bạn ấy, và một pha ném bét lên đến 56.000 máu luôn các bạn ơi. Cũng trâu so với tầm 50. Còn khi mà bạn ấy so với 70 á, thì bạn ấy so với cái nick của cú đang cầm á, thì chắc có lẽ là hơi yếu hơn rất là nhiều. Đúng là bất ngờ thiệt mọi người. Bởi vậy tại sao mà khi cú vào giải siêu cấp cũng không biết là mình nên chơi đam hay chơi đào nữa. Thì cũng như thế đấy. Tại vì chơi đam đào lẫn lộn rất là khó. Với lại nhiều khi đối thủ yếu hơn thì chúng ta cũng không thể nào mà bắt các bạn ấy chơi đam được. Tại vì đam thì chắc chắn là các bạn ấy sẽ thua. Tại vì trừ khi là nổ ngọc hên lắm ấy thì mới ăn được. Cũng như là cái nick của cú mà gặp như là anh Cu Niên hay là gặp những cái bạn 007 đồ á, thì cũng y chang như vậy thôi. Đam theo kiểu là hên xui á, chạy ngọc nhiều thì sẽ có cơ hội win ha. Tiếp tục là gặp một bạn 50.
Ôi hên phết. Ok, bây giờ là mình sẽ 555 nha các bạn, để không thôi full dam kia thì lại bị rơi xuống vực ấy. Úi dồi ôi, 45.000 máu. Thì đây là một pha full dam và bow cầu mai. Thì nếu như mà may mắn bạn ấy chạy bạo kích hoặc là hạt nhân thì bạn ấy vẫn có thể kết thúc được cú bình thường ha. Liên kết các bạn ơi, liên kết. Wow, chuẩn phết đấy. Chắc là rơi rồi. Rơi rồi. Bảy tám. Không biết tới hay không nữa đây các bạn. À vẫn tới nha. Rick lên đến 136.000 mẫu. Thì bạn ấy chạy miễn kháng nữa, nhưng mà rất đáng tiếc là bạn ấy không đủ sát thương để chống chịu với cái pha đam vừa rồi. Đây bây giờ là tiếp tục gặp anh Moniu. Moniu này hiện tại là top 1 của cụm nick cú đang cầm hết các bạn. Anh ấy thì đang thả lên 70 ấy mọi người. Nick này thì khá là mạnh luôn. Thả lên 70 thì chắc là còn khủng khiếp hơn nữa. Tại vì 5 level nữa thì anh ấy sẽ lên được tu luyện, lên được nói chung nhiều thứ lắm các bạn. Wow, chuẩn phết. Thì combo thương cổ kèm với đó là bét hu á. Thương cổ thì nói chung là nó sẽ có cái chỉ số khá là ổn, khi mà nó nằm những cái chỉ số chính là ở tấn công, phòng thủ và nhanh nhẹn luôn. Nhưng mà một cái mà hạn chế ở thương cổ đó là về cái phần gốc nha các bạn. Ủa rồi ôi, xuyên giáp mạnh thế anh. Thua rồi. Không có cơ hội để trở mình luôn các bạn ơi. Ngày hôm nay là có vẻ như là cái phần ngọc của chúng ta là Sukanai nha. Không được sờ phím luôn các bạn. À được, được sờ phím bỏ lượt chứ. Tại vì phong ấn rồi cho nên là cú cũng không có ấn gì được hết. Mà nếu ném chay á thì xui xui mà nó rít thì lại bay màu nữa. Nói chung là cứ bỏ lượt cầu mai á các bạn. Đúng là cái nick VIP thì phải vào tay người bắn rồ thì nó mới có quy lực. Chứ còn mà nick VIP mà vào tay mấy ông bắn gà thì cái này là không phải chê mấy ông bắn gà nha. Nhưng thật sự nếu như mà những cái nick VIP mà vào tay những người bắn gà á thì thật sự là sẽ tạo cơ hội cho những người như cú, tức là mình sẽ có cơ hội để lật kèo được. Còn như là mấy ông này bắn chuẩn phết đấy các bạn. Lơ mơ là chết với ổng liền cho nên là không có cơ hội mà bắn mid đâu. Họ không có cơ hội bắn mid nhiều đâu các bạn. Thật sự những cái ba đam siêu chuẩn không à. Mà thông thạo được khá là nhiều gốc, tính tên lại tốt nữa thì còn cái gì mà đấu lại các bạn. Nick lại mạnh hơn nick chúng ta nữa. Các bạn có thấy nghiệt ngã không? Chơi thôi. Ui. Tại vì ném chay thì chúng ta cũng không có tên các bạn, cho nên là cú mới quyết định là cộng 2 luôn á. Chuẩn phết. Như thế này thì bắn cái gì nữa mọi người. Thôi xong luôn. Xong rồi ông giáo ạ. Thần báu nữa các bạn. Thôi rồi rồi, ngày hôm nay là cú khá là đen luôn các bạn ơi. Bị ăn hành sập đầu luôn. Không có đường ngóc đầu lên để chơi với idol luôn rồi các bạn ơi, toan phết. Hôm nay ổng hành tôi ra bả luôn rồi trời. Rất nhiều phết đây luôn ấy các bạn. Vừa ngọc tốt nè, vừa mạnh, vừa ngọc chạy khá là đỏ nữa. Rồi thêm một phần nữa lại bắn chuẩn, rồi còn rít nữa.
Để cứ xem là lực chiến hiện tại của anh ấy bao nhiêu rồi các bạn. À 1 triệu mốt rồi các bạn ơi. Cầm thương cổ như thế này thì ai mà làm lại ổng nữa. Mạnh phết ấy. Hèn gì ngày hôm nay cảm thấy lạ lùng phết. Bắn mình pha nào pha nấy tao nói nó tắm vải cứt ấy. Ổng là mình muốn chuyển sang thương cổ chơi phết ấy mọi người. Nhưng mà thương cổ thì còn chết lớn đối với cú nữa. Tại vì mình chỉ bắn được siêu cao thôi các bạn. Còn góc thấp thì nó hơi bị gà. Cho nên cầm thương cổ thì nó sẽ bị hạn chế nhiều lắm. Tức là hạn chế ví dụ họ không có góc là coi như ăn cám luôn ấy. Cú đi siêu cấp à em, giận luôn. Kiểu này quay lên thiên hạ người ta cười thúi đầu luôn. Còn hỏi nữa chứ. Bây giờ thì gặp một bạn 59 thì cú sẽ full dam luôn hết các bạn. Thì cú nghĩ là bạn ấy là 80% là chơi đào rồi mọi người ơi. Cứ dam cho nó xong trận đi. Chứ như thế thì bạn ấy muốn chơi dam thì cũng rất là khó để mà dam. Cái trận này là tại vì cú không muốn đào ấy. Tại vì cú muốn là để cho đối thủ đào mình trước. Để cho người ta sai với mình trước đi. Rồi về sau mà gặp lại thì mình mới đào bấy bá là không ai nói được gì nha các bạn. Toàn phết thiệt chứ không có cái miễn kháng nữa. Thì làm sao mà sống được các bạn ơi. Rồi thêm một bạn vào danh sách đào nha. Link level 59 nha các bạn. Để về sau mà tôi đào thì mấy ông đừng có bảo là tôi cầm ạc top 70 mà tôi lại chơi đào nha. Tại vì một pha dam thì các bạn cũng thấy với hai pha rig liên tục nhưng mà vẫn không đủ sát thương để mà kết thúc được các bạn ấy. Ha, thì đó là lý do mà về sau những cái trận sau cú chơi đào á, thì mong là các bạn cũng đừng có khó chịu với cú. Tại vì như là các bạn cũng đã thấy rồi đó. Mình vẫn muốn, thí dụ là mình cũng không ép mấy bạn này dam được. Nhưng mà thật sự là nếu như mà chơi dam thì không có thể nào dam được các bạn hiểu không? Cho nên là nó toan như thế ấy. Kiểu như là ép người ta chơi dam thì cũng kỳ tại vì người ta yếu. Rồi với lại, rồi trời ơi thần Linh à. Bắn cái gì thế thêm hai cái liên tục đào mà không chết. Thiệt chứ không lẽ bò tự sát luôn cho ăn luôn chứ thấy tội ghê ấy. Toan thiệt. Vậy là bữa nay ông Bình rồi. Ông Bình on rồi. Mà công nhận nick của anh Bình lên lực chiến kinh thật các bạn. Lên 1 triệu mốt rồi. Ổng lên 70 thì chắc tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3 thì tẹt bô quá các bạn. Tại vì nói chung là tầm bây giờ á, là đô la thần trưởng mà cứ full móc đều là các bạn sẽ nhảy lực chiến rất là nhanh. Ở những cái tính năng mới như là hồn sao nè, rồi cái chiến văn á. Đó là một trong những cái mà nó tăng lực chiến khá là khủng khiếp ở cái phiên bản gần đây nha các bạn. Cho nên là tại sao những cái bạn server mới bây giờ á, khi mà chịu chi á, là lên lực chiến rất là khủng khiếp luôn các bạn. Băng tiếp các bạn ơi. Bay là phải chuẩn nha. Bay không chuẩn là bị đào sấp mặt đó nha mọi người. Đấy. Ok. Bảo kích hay liên kích nhờ? Liên kích rồi mọi người. Thôi toan rồi, cú gà thế. Bây giờ nếu như mà bạn ấy muốn giết mình đó, thì bạn ấy chỉ cần bay lên chỗ này nè, băng sau đó là đào cái lỗ nha. Rồi ok. Mang nick này mà còn bị bắn bầm dập như thế đó mọi người. Chứ mà đổi những cái con 70 khác á, lực chiến tầm 5-6-700k.
Đó, cho nên là nếu như mà cú quay những cái con 5X á, hoặc là những cái con mà 7X á, thì cú có cũng rất là nhiều nick để mà quay cho anh em xem để đổi. Nhưng mà thật sự là cái mục tiêu của nó chỉ là bắn giải siêu cấp thôi. Cho nên là cú muốn quay cái nick này cho các bạn xem về những cái trận đấu mà kiểu như top cân top thì nó sẽ vui hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn. Chứ bây giờ mà đem cái con mà 700-800k vào mà chơi đam thì đam không lại người ta, mà hả chơi đào á thì các bạn lại bảo sao mà chơi đào không nhạt nhẽo, bởi vì cũng khó xử ha mọi người. Cho nên là cú cứ quay con này thôi, thì viết mà những cái tiêu đề mình không biết đặt như thế nào luôn á. Cho nên là các bạn cứ thấy giải siêu cấp thì các bạn cứ hình dung là nó sẽ bắn những cái trận đụng độ với top vậy đi, chứ làm sao mà đưa lên cái bìa mà cho nó đẹp mắt đồ được các bạn, nó khó lắm nha. Cho nên là anh em mà cứ thấy cái tiêu đề là giải siêu cấp mà muốn xem bắn thì cứ bay vào xem. Mỗi một ngày như vậy thì sẽ có ăn, có tour, có ăn hành, có bán hành các kiểu. Cho nên là cứ bay vào, cứ cảm thấy thích chơi đam á, thích coi đam á thì cứ bay vào xem thôi các bạn. Chứ cái bìa cú cũng không biết ghiết rồi, cú không biết làm cái bìa như thế nào mà cho nó đẹp, cho nó hấp dẫn các bạn luôn á. Mai anh hết lượt, hay lắm anh trai, hôm nào là mình sẽ trả thù nha. Hôm nay là ngọc của mình khá là đen, không biết là ông này bữa nay có dở chứng chơi đào nữa hay không. Đây toàn là các idol chơi đam không rồi lại chuyển sang đào, chả hiểu thiệt chứ các bạn. Úi dồi ôi, bắn như bắn tựa lông hồng thế nhở, cứ kiểu như là hắt ấy, ném phát nào là dính đầu phát đó. Hay thế. Ui đấy, các bạn thấy chưa, trình độ bắn là thượng thừa. Bởi vậy cầm mấy cầm nick VIP mà các bạn bắn gà là các bạn ăn hành sập mặt. Miễn kháng hả, miễn thương ta, miễn kháng. Wow, liều đấy. Đấy, đây là lý do mà cầm búa nha các bạn, nó sẽ có nhiều góc cho các bạn chơi. 65, 56 đi, là gió là vừa nha. Đó, nhẹ lại các bạn ơi, gió quá to nhờ. Bắn gà rồi mà còn gió kinh khủng khiếp nữa các bạn. Ok, tuy nhiên thì cái pha bắn này lại làm cho đối thủ có góc nữa các bạn, mới đau chứ. Đáng lẽ là phải cho đối thủ mất góc, cho nên đừng có bâu được. Thì đây là một pha full dam và bâu, không có ngọc nào xảy ra hết các bạn, thì nó cũng khá là an tâm ha. Trừ khi là chúng ta xui thì chúng ta mới bị nhiều pha rig thôi. Rồi bây giờ là đây là pha quyết định nha các bạn. Được ăn cả mà mít là ăn cám đấy. 11 góc thôi. Bạo kích và hạt nhân. Combo này thì ta nói bình gà cũng phải chết chứ đừng nói chi mà bạn sinh sai này. Thế các bạn, combo này là cả nếu như mà đối thủ bung vào mồm cú thì cũng bay màu chứ đừng có đùa. Đúng là ổng hên thật. Ra chat một tí xíu nha các bạn. Đâu rồi? Săn, không biết là đi săn hay là bị săn nữa nha các bạn. Bây giờ là lên gà 5 rồi nè. Có nên nghỉ để cuối tuần bắn tiếp không các bạn? Để mua thắt lưng. Chứ bây giờ mà thua là đội quần luôn ấy các bạn. Nó lên lại gà 6, gà 7 rồi xí leo rất là mệt mỏi nha mọi người. Ghép lâu thế. Dũng Chan, Dũng Chan dạo này gặp là hết bung map rồi các bạn. Chắc là cảm thấy thả lỏng như thế này thì chơi nó sẽ vui hơn. Mà thiệt thả lỏng chơi vui hơn nha mọi người. Tại vì cú cũng đã từng làm video bung cho anh em xem á, nó hơi bị nhạt nhẽo, nhạt nhòa. Ồ, bò lên được, yeah. Nhất. Ở cảnh này thì 2, 3, 4 là không có chết nha mọi người. Cho nên là cú mới sử dụng như vậy nha. Liên kích nữa kìa mọi người. Đúng rồi, cho đối thủ vào mặt bằng. Kèm với đó là ngọc không ấn thì đối thủ sẽ không có cơ hội để phản đòn luôn. Cái này là bị giống như cú hồi nãy nè mọi người. Ồ, một pha câu thần báo, tuy nhiên là không thành công nha. Sao miễn kháng. Miễn kháng vừa rồi chắc là tạo ra độ khó ấy các bạn. Ôi rồi, ném bét luôn các bạn ơi.
À, liên kích bạo kích, rất may mắn là bạn ấy không bâu nha mọi người. Chứ nếu không là toàn cứu rồi đấy. Cái gì đây Ngọc gì? Bạo kích các bạn ơi, cứu thấy chữ O. Ủa rồi ôi, tại sao gặp bình gà thì không cho cứu xuất hiện những cái pha chạy ngọc như thế này? Để cho ổng cà khịa mình kìa các bạn, ổng bảo mình săn ổng. Rồi, số lần mua đã hết thì bây giờ là cứu sẽ đi nốt trận này nha các bạn. Thì hẹn gặp các bạn ở video vào ngày mai tiếp theo thôi. Thì anh em nào đang có nhu cầu cần tìm nick, cần nạp móc, cần giao dịch trung gian hay là cần mua những cái nick tầm trung thì liên hệ với cứu qua số điện thoại cũng như là Zalo ở phần mô tả nha các bạn. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ cứu rất là nhiều trong suốt thời gian qua và vẫn mong là anh em sẽ luôn yêu thương ha. Bay lên coi. Chết bà, gió to quá. À hên. Hai ba bộ chơi như thế này đi, lâu lâu đổi gió một cái nha mọi người. Xuyên giáp kìa các bạn ơi. Ôi à, vẫn may mắn nha các bạn, nhém một tí xíu là đáng tiếc là miết rồi, nhưng mà vẫn hên là vẫn trúng được các bạn ơi. Đôi lúc thì nó cũng phải ảo ma cho mình một phát chứ. Trời ơi, xuyên giáp các bạn. Ôi rồi ơi, phá lớp đất để tôi ném dễ hơn hả ông? Sao không quay mặt lại? Quay mặt lại nó vướng hay sao ấy mọi người? Liên kích luôn kìa. Cái này ném bét có thơn thì lại bất công lắm cho bạn này nè nha. Đứt hói. Đứt cống luôn. Ôi rồi ôi, không có tên anh em ơi. Wow, thần báo. Cú nằm ở vị trí này thì khi mà bạn ấy sử dụng skill thì thật sự nó cũng khá là không có tác dụng. Chỉ có bạn ấy ôm mình ấy, nhưng mà ôm mình thì làm gì? Yêu mình nè. À phong ấn gió ngược. Gió ngược quá đẹp các bạn ơi. Hôm nay là hồi nãy tới giờ là mới tới thời của mình nè, mà tiếc là anh bình gà anh hết lượt rồi nha các bạn. Chứ nếu không thì mình lại bắn bẹp đầu ổng cho mà xem. Cay phết ấy. Làm gì thế người anh em? Trời đất ơi, bạo kích và liên kích hay sao ấy các bạn? Đau. Pha này đau phết nha mọi người. Đúng là một khi mà không còn gì để mất thì đối thủ lại liều mạng chơi một pha 555 nha. Cái pha đó phải gọi là một cái pha mà chấn động nha mọi người. Được ăn cả ngã về không á, thôi thì ok, chấp nhận thôi, mình xui thì mình chịu. Thì bây giờ là cuối cũng sẽ kết thúc video tại đây ha. Anh em mà cần tìm nick thì liên hệ với Cú. Hiện tại thì Cú đang xả những cái nick tầm trung độ khoảng từ 700 cho đến 1-2 củ, cũng khá là ngon lành. Và đi sẵn đồ ngon cơm luôn, cara đồ luôn nha mọi người. Thì các bạn cứ sang Zalo mình sẽ tư vấn và cũng như là cho các bạn tham khảo dễ dàng hơn. Thì Cú xin chào các bạn và hẹn các bạn ở video sau. Bye bye, tạm biệt mọi người.